Sau đây xin mời bà con cô bác nghe bài viết của tác giả Thiếu Quý Sữa, Trận Đánh Đặc Công Cầu Cá. Đến năm 1972, Hậu Nghĩa vẫn là một tỉnh nghèo, mặc dù tiếp cận với thủ đô Sài Gòn, cách Sài Gòn khoảng 50 cây số về hướng Tây. Từ Sài Gòn, xe chạy theo quốc lộ 1 hướng Tây Ninh tới quận Củ Chi quẹo trái, chạy qua ấp Mũi Lớn vào Hậu Nghĩa, bắc giáp quận Trảng Bàng, nam giáp tỉnh Long An, tây giáp Campuchia, đông giáp tỉnh Bình Dương. Tỉnh lỵ là Khiêm Cương, nguyên là ấp Bầu Trai, là một ấp nhỏ, đi 5 phút đã về chốn cũ, nằm trên tỉnh lộ Đức Hòa, Tân Mỹ, nhà cửa hàng quán thưa thớt, một tiệm tạp hóa, một nhà máy trà lúa, nằm ở ngã tư đi ra Trà Cú, một tiệm thuốc bắc, một lò bánh mì, một trường trung học Nguyễn Công Trứ, không có rạp chiếu bóng, không có quán cà phê nhạc như những tỉnh khác. Một nhà lòng chợ tiêu điều, món ngon nhất là bánh ướt chả lụa, nhưng bán tới trưa là đóng cửa vì thỉnh thoảng Việt Cộng vẫn pháo cối từ ấp Dòng Gián, sát bờ sông Vàm Cỏ. Nhà nào cũng có hầm trú ẩn lớn và chắc chắn thường được làm giữa nhà, dân chúng địa phương thường gọi là chẳng xê, có lẽ theo tiếng Pháp. Dân chúng 70% là sôi đậu vì liên hệ họ hàng chòm xóm. Ban ngày quốc gia ban đêm đóng thuế cho Việt Cộng, 80% là nông dân trồng lúa và làm rẫy, 10% buôn bán nhỏ, 10% công chức. Sát biên giới Việt Miên thuộc quận Đức Huệ là mật khu Ba Thu, căn cứ hậu cần dẫn quân có Việt Cộng, xã Trung Lập quận Củ Chi đi vô Bến Xúc là chiến khu C của Việt Cộng, ấp Lâm Vồ, Bố Héo, Trung Hưng, quận Trảng Bàng. Đi vô là mật khu Bồi Lời của Việt Cộng. Hạ tầng cơ sở Việt Cộng hoạt động rất mạnh ở các xã An Ninh, Lộc Giang thuộc Đức Huệ, Mỹ Hạnh, Hòa Khánh thuộc Đức Hòa, Thới Mỹ thuộc Củ Chi. Trong lãnh thổ tỉnh Hậu Nghĩa có nhiều căn cứ lõm của Việt Cộng. Căn cứ lõm là những khu rừng tràm xa xôi hẻo lánh, kinh trạch chằng chịt sát với bờ sông Vàm Cỏ như Mương Giàu, Trạch Nhúm, Mỹ Quý, Cốc Trinh, Trà Cú. Việt Cộng dùng làm nơi ém quân, nghỉ ngơi khi di chuyển bên kia biên giới xâm nhập hay đi ngang qua Hậu Nghĩa. Hai nhân vật chính trong hồi ức này là Trung tá Nguyễn Văn Thành, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Hậu Nghĩa và Trung úy Lai Quang Âu, đại đội trưởng đại đội 604 địa phương quân. Trung tá Nguyễn Văn Thành, người gốc Hà Nội, dáng trung bình, mảnh khảnh, đeo kính trắng, là một chiến binh tận tụy hơn là một tỉnh trưởng. Gan dạ, thanh liêm, song sáo, thường xuyên thị sát, thăm viếng những tiền đồn hẻo lánh, những nơi đóng quân xa xôi nguy hiểm. Khi đơn vị chạm trán ác liệt khoảng 15 phút sau là có tiếng ông trên máy. Tiên Long đây, em có cần gì không? Và sau đó là hỏa lực pháo binh yểm trợ hay trực thăng bao vùng có mặt khiến các chiến binh ấm lòng. Những năm đó, chúng tôi rất cực nhọc, hành quân liên miên, hoán đổi vùng trách nhiệm thường xuyên. Bị kiểm soát liên tục, hành quân 10 bữa nửa tháng mới về đồn là chuyện thường xảy ra. Hôm đó khoảng cuối năm 71, khoảng 5 giờ chiều, đơn vị mới trở về đồn sau 2 tuần lễ tảo thanh ở vùng Bào Công, Dập Diền. Điều đầu tiên là tất cả quân nhân đều ùa ra giếng để tắm gội giặt giũ vì ai nấy đều dơ giấy hôi hám. Mạnh lính mạnh quan, kẻ gầu người nón sắt tranh nhau múc nước dưới giếng lên xối lên mình, tiếng cười nói trôm trả. Bỗng có tiếng trực thăng từ xa vọng đến, phút chốc đã đảo vòng trên đồn rồi hạ cánh trước cửa đồn. Mọi người còn ngơ ngác thì có tiếng kẽn tập hợp vang lên và tiếng của ai đó thông báo. Trung tá, tất cả vừa chạy vừa mặc đồ, một số còn xà bông trắng xóa trên đầu. Phút chốc hàng quân đã tập hợp trong sân tiểu đoàn, nhìn qua rất thảm hại, đa số mặc quần đùi, người ướt sũng nước nhỏ ròng ròng, một số được mặc áo nhưng chưa gài nút. Phút chốc đại quý Đồng Văn Minh tiểu đoàn trưởng, quần áo xốc xếch hấp tấp bước ra. Một tuần lễ sau đó đại quý tử trận trong một trận phục kích ở ấp An Hiệp, đường ra sông, tôi thoát chết trong trận đó. Theo sau là vị trung tá, tướng khoan thai nhưng oai vệ, một khẩu trô lô cục nòng đeo gọn ở thắt lưng. Sau khi đại quý Minh trình diện hàng quân, ông cất lời. Đại quý có nhận được chỉ thị của tôi là luôn luôn cho 2/3 quân số nằm ở ngoài đồng không?
Vị tiểu đoàn trưởng từ tốn trả lời. Vì mới về lính tráng tắm rửa cơm nước xong sẽ tung quân ra ngoài. Nhìn hàng quân Trung tá Thành mỉm cười, sau đó ông hỏi thăm binh sĩ và nhắn nhủ các sĩ quan. Khoảng nửa tiếng sau ông rời lên trực thăng bay đi, ấn tượng của tôi là vị tiểu khu trưởng nghiêm nghị nhưng dễ gần gũi. Trung quý Lai Quang Âu và lời thề sống chết của người vợ, chị Marie. Trong một quận lỵ hẻo lánh thuộc tỉnh Biên Hòa vào thập niên 60, có cậu học trò tên Âu, con có một gia đình nông dân trung lưu. Cậu Âu nhỏ con, nhưng hiếu học và siêng năng. Lên trung học, cậu được cha cho gửi lên tỉnh lỵ để trọ học. Nhưng năm sau, cậu Âu phải kiếm thêm công việc sau giờ học và những ngày nghỉ để phụ thêm chi phí ăn ở. Nhờ người quen giới thiệu, cậu xin được việc ở một tiệm bán tivi tủ lạnh ở khu rạp chiếu bóng Biên Hùng, trung tâm thị xã. Chị Marie năm đó khoảng 30, quá chồng, lai Pháp khoảng 30%, nên coi cũng được. Nhưng vì tảo tần làm ăn nên gầy ốm già trước tuổi. Thấy cậu học trò siêng năng, học giỏi, lại hiền hậu nên sau vài tháng chi tiền cho cậu ở luôn trong nhà, vừa đi học vừa phụ việc. Nhân tiện kèm cặp việc học cho con trai chị luôn. Vài năm sau cậu học trò đã lớn, lửa gần trôm lâu ngày cũng bén, nhất là trôm khô. Trai mới lớn gặp gái quá chồng, cậu Âu liền lọt vào lưới tình của bà chủ. Từ đó đời lên hương, anh Âu được ăn trắng mặt trơn, tiền bạc trũng rỉnh, có Honda 67 chở bà chủ đi công việc và đi học. Cuộc sống vật chất đi lên thì công việc học hành đi xuống, nên anh Âu thi rớt phải nhập ngũ. Nhờ có tú tài nên anh đi sĩ quan Thủ Đức, vào quân trường anh Âu cũng sung sướng hơn các bạn. Nhờ giao thiệp rộng, chị Marie gửi gắm chồng làm thư ký đại đội ở lại phòng làm giấy tờ nhiều hơn là tập luyện ngoài bãi, ăn cơm câu lạc bộ nhiều hơn là cơm lính. Chị Mary cũng thường xuyên thăm và tiếp tế cho chồng mỗi tuần ở khu tiếp tân. Ngặt một chỗ là anh Âu bây giờ là tâm điểm cho sự trêu chọc của đám bạn bè. Ngoài giờ tập luyện khổ cực, tuổi trẻ thường tìm sự vui đùa, trong đó anh Âu là đề tài cho bạn bè sáng tác nhiều chuyện tiếu lâm. Quá xấu hổ trước đồng đội, anh Âu muốn chấm dứt sự quan hệ này. Mãn khóa, anh tìm cách xa lánh chị Mary bằng cách chọn một đơn vị thật xa. Đó là tiểu khu An Xuyên, Cà Mau, tỉnh cuối cùng của miền Nam. Sợ người yêu bé nhỏ của chị bị tử trận, nên chị Mary cũng lặn lội xuống Cà Mau. Nhờ tài giao thiệp chạy chọt, lo lót, nên anh Âu được điều về phòng tài chánh của tiểu khu hàng tháng phụ giúp việc phát lương cho các đơn vị. Mặc dù đường xá xa xôi, sợ khách mặt, xa lòng, nên chị Mary vẫn thỉnh thoảng xuống thăm và tiếp tế cho chồng. Phần chuẩn quý Âu vì có thời gian rỗi rảnh lại có tiền, thêm nữa. Vắng vợ lâu ngày nên anh đã cặp bồ với một người đàn bà khác, dĩ nhiên là trẻ hơn chị Mary. Lần thăm chồng kế tiếp, nhờ cảm tình viên mà chị quà cáp từ trước ở những quán xá mà anh Âu thường lui tới, chị Mary phát giác liền sau đó, một cuộc cãi vã kịch liệt xảy ra, chị tuyên bố với chồng. Tôi là anh sanh đẻ khác ngày, nhưng tôi thề sẽ chết cùng anh cùng ngày cùng giờ. Lời thề đã ứng nghiệm vào năm 73, anh Âu cũng ngán vợ nhưng không bỏ được cô bồ. Sau đó, những cuộc bắt ghen và cãi vã thường xuyên hơn. Đỉnh điểm là khi bắt gặp chồng chở tình địch đi làm, chị đã tục váy đập vào mặt anh Âu giữa nơi công cộng. Xin nói thêm là mặc dù là thời đó, chị Marie lúc nào cũng ăn vận kiểu Tây, luôn mặc đầm, mặc riết và trang điểm rất đậm. Quá xấu hổ với bạn bè và người quen, thiếu quý Âu đào ngũ. Khi trình diện lại hội đồng kỷ luật quân khu 4, bị đổi ra đơn vị tác chiến ở tiểu khu Hậu Nghĩa, chán đời, anh thiếu quý tìm cách tự sát trước hỏa lực của địch quân, trở thành gan lì. Mục tiêu nào cũng ủi vô, công tác nào cũng cảm tử xung phong. Do đó anh bị thương nhiều lần, nhưng may mắn sống sót và gặt hái nhiều huy chương. Riêng chị Marie vì tình yêu với chồng nên ở đâu chị cũng lặn lội đến thăm dù xa xôi và nguy hiểm.
Sau đó trong một chiến dịch, thiếu úy Âu đột kích vào bộ chỉ huy của tiểu đoàn cơ động tỉnh, tiêu diệt được chúng và bị thương rất nặng, nhưng may mắn được tản thương kịp thời nên được cứu sống. Nhờ chiến công này anh được truy thăng trung úy đặc cách tại mặt trận, sau đó nhờ sự chăm sóc bồi dưỡng tận tình của người vợ anh phục hồi, thấy là định mệnh đã cột chặt đôi đũa so le này lại với nhau. Đầu tháng 4, tiểu đoàn tôi đổ về trú đóng ở xã Hòa Khánh, quận Đức Hòa, chịu trách nhiệm tỉnh lộ Tân Mỹ, Đức Hòa, Đức Hội, Bến Lức. Đường Tân Mỹ, Đức Hòa tương đối, hai bên đường có những xóm nhà thưa thớt xa xa, xe lam và Honda có thể chạy đến 30 cây số một giờ, nhưng chiều về lính đi lẻ tẻ thường bị bắn xẻ. Ở khu Miễu Trắng, thậm chí xe chuyển quân vào chiều tà thỉnh thoảng bị phục kích bằng B-40. Đường Đức Hòa, Bến Lức chưa trắng nhựa, nhỏ hẹp, chỉ vừa vặn một chiếc xe Jeep. Hai bên đường là những dãy bưng, rừng tràm nhỏ, giác phèn không trồng lúa và làm rẫy được nên bỏ hoang. Cách Đức Hòa khoảng 10 cây số có một cây cầu lớn, bằng ván cũ nhưng rất vững chắc, có lẽ được xây dựng thời Pháp. Con đường chạy ngang qua xã Lương Hòa, nổi tiếng với những cánh đồng thơm. Cầu bắc qua một con rạch lớn chạy ra sông Vàm Cỏ, dân địa phương gọi là cầu cá. Có lẽ nhiều cá từ sông vào đây để đẻ trứng. Trú đóng để giữ cầu và an ninh lộ trình này là đại đội 604 địa phương quân, đại đội trưởng là trung úy Lai Quang Âu, đại đội phó là thiếu úy Tạ Đức Tân, bạn thân cùng khóa với người viết. Tân năm đó 24 tuổi, người Bắc đẹp trai, xầy xòa dễ dãi, hay cười, tánh vô tư, rất ngoan đạo, chưa có người yêu. Cầu cá được phòng thủ như sau. Đầu cầu là một đồn lớn, ban chỉ huy và ba trung đội, giữa cầu có một vọng gác, bên kia cầu có một đồn nhỏ cấp trung đội. Lính gác trên cầu thỉnh thoảng nổ vài phát súng xuống sông khi có đám lục bình lớn trôi qua, đề phòng đặc công thủy Việt Cộng phá cầu. Lúc này trung úy Âu đóng quân gần nhà nên chị Marie đi thăm chồng thường xuyên. Khi đi, chị thường mang theo thịt quay, gà nướng, trái cây, có cả rượu Hennessy và thuốc Salem, vì lúc này lính Mỹ tràn lan ở Biên Hòa. Rượu thịt thì cho chồng nhậu vì trung úy Âu là bỗng nhậu từ lâu. Thuốc Salem rất nhiều, thường là vài cây, phân phát cho các sĩ quan trung đội trưởng. Thỉnh thoảng tiểu đoàn tôi hành quân, gặp lúc chị lên thăm cũng dám dúi cho tôi vài gói với lời thì thầm. Ông để ý ông Âu giùm tôi nha, cho tôi hay nếu ông lén phén với con mẹ nào. Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện vì biết tánh ghen tương của chị Marie. Một hôm tôi nhận được tin tình báo A1 của tiểu khu cho hay. Tiểu đoàn D1 Long An và đặc công dự tính tấn công đồn cầu cá và đã điều nghiêng đồn này rồi. Tôi liền lên máy gọi thằng Tân. Việt Cộng nó tính chơi đồn này, lúc này không có trăng, ông Âu thì nhậu ly bì. Mày ráng đừng mê ngủ. Ban đêm nhớ đông đốc em út gác sách cẩn thận, không thì tiêu tùng nó ngăn con. Nó cười hề hề nói, ha ha, yên trí đi thằng em, anh mày tác chiến lâu năm dặn dày kinh nghiệm. Tôi nghe cũng tạm yên tâm, thằng này không biết uống rượu, thuốc lá thì bập bập vài hơi rồi quăng. Khoảng năm 26 tây gì đó, vào một buổi xế trưa, anh lính gác trên cầu cá, thấy dưới rạch có nước dạng sóng, kèm theo có bọt khí nổi lên. Nghĩ rằng đặc công Việt Cộng đang lặn dưới nước, anh liền trút chút một trái lựu đạn thả xuống rạch. Một tiếng ụt lớn nổi lên kèm theo nhiều bọt khí. Phút chốc lưng một con cá thật lớn nổi lên mặt nước trôi lờ đờ. Anh lính tri hô lên, lính ùa ra trên cầu để nhìn. Một người nói lớn, ê cá hô, cá hô. Quả thật đó là con cá hô trông giống cá trê thường có nhiều trong lòng sông Vàm Cỏ. Nhưng lâu lắm lính mới thấy con cá lớn như vậy. Chắc là nó vô rạch để đẻ trứng vì nước chảy chậm. Tức thì năm ba anh cởi trần mặc quần đùi mang lưới phóng xuống rạch. Người đỡ đầu kẻ đỡ hông đem con cá lên bờ rạch. Những tay thiện nghệ tra tay. Nửa tiếng sau con cá được tra thịt hoàn toàn. Đầu cá, trục cá, thân cá được cắt khúc đều để trên những tấm lá chuối gần đó. Thượng sĩ thường vụ đại đội phân chia, đầu cá trục cá thuộc về đại đội trưởng và ban chỉ huy, bốn trung đội bốn khúc thân cá, linh tráng đều vui vẻ hớn hở, phân công kẻ hái rau người chạy mua rượu đế, bếp lớn bếp nhỏ nổi lên ì xèo, chiên xào tái kho, đầu cá lòng cá trục cá do thường vụ trổ tài phá lấu nướng vỉ,
Hôm đó chị Marie lên thăm chồng đem theo hai chai mật ten, thôi thì rượu ngon, mồi bén, quan lãnh quân đều say túy lúy. Hai vợ chồng Trung Quý Âu đều say bí tỉ, lính tráng phải dìu vô hầm. Thần Vũ thì đi lảo đảo, thằng Tân không biết uống nhưng bị chị Marie ép vài ly nên gục tại chỗ. Ô Đô phải cõng vô hầm, cởi quần áo, chỉ còn quần đùi lên giường nằm như xác chết. Ôi thôi, đúng là số trời. Đêm đó khoảng 2-3 giờ sáng, đầu hôm tôi trằn trọc không ngủ được, đến khuya mới chợp mắt, đang mơ màng, nghe hình như có tiếng nổ lớn từ xa, tỉnh giấc tôi lắng nghe, ầm ầm hai tiếng tiếp theo, tôi choàng dậy chạy ra khỏi hầm, đồng thời nghe tiếng lính gác la, cầu cá, cầu cá. Nhiều tiếng nổ nữa vang lên kèm theo tiếng súng vang giữa đêm thanh vắng. Tiểu đoàn trưởng và các sĩ quan đều có mặt trong hầm truyền tin tiếng máy âm danh của đồn cầu cá. Liên tục nhưng không có tiếng trả lời. Hồi lâu lại nghe lính gác la lớn. Cháy rồi, cầu cháy rồi. Tôi nghĩ thầm, nguy rồi và chạy lại chòi gác leo lên đứng cạnh anh lính quan sát. Trong bóng đêm sương mù dày đặc, 2-3 đống lửa nổi lên bập bùng hướng đồng cầu cá, hòa lẫn tiếng nổ và tiếng súng. Trở xuống hầm truyền tin thì nhân được lính đi tiếp viện. Tiểu đoàn trưởng ra lệnh, ông dẫn trung đội đi trước, tiểu đoàn sẽ tiếp viện sau. Tôi liền nai nịch súng đạn tập hợp lính lên xe đốt đi liền. Từ Hòa Khánh đi đến cầu cá khoảng trên 15 cây số, sương mù dày đặc vì nước sông Vàm Cỏ bốc lên, xe đổ quân xuống sau chợ Đức Hòa khoảng 1 cây số. Tôi cho lính đi hai hàng dọc cặp theo đường đất, súng cầm tay, mở khóa an toàn, thận trọng di chuyển. Những xóm nhà rải rác hai bên lui dần về phía sau, đây là khu vực trách nhiệm nên tôi và lính đều thuộc địa thế nằm lòng. Những khu rừng tràm, những dông bưng, những khúc quanh, lại biết thế nào cũng có việc cộng phục kích chặn binh tiếp viện. Tôi cho ba khinh binh đi trước. Những quân nhân này là những chiến binh lâu năm, kinh nghiệm tác chiến, lại thêm có ân oán với hạ tầng cơ sở của Việt Cộng, nên rất gan dạ. Khoảng nửa tiếng sau trời đã mù mờ sáng, tuy nhiên còn sương mù. Tới một khúc quanh tử thần, vì bên kia là một khu rừng tràm, tôi ra lệnh. Coi chừng, thưa ra, khom lưng xuống. Khoảng 5 phút sau thì hai tiếng nổ lớn từ khu rừng tràm, tiếp theo là hai cục lửa bay tới kèm theo tiếng trung liên RPD nổ rác. Việt Cộng đã khai hỏa. Một trái B-40 hút đầu bay sớt sau ruộng bưng. Một trái trước cách đường khoảng 15 mét. Miễn tạc bay vèo vèo, tôi nghe đau nhói sau lưng, biết mình dính chưởng. Nhìn tới trước, toán khinh binh thì đã một nằm bất động, một bị thương nhưng còn nổ súng. Lúc đó trung đội đã nằm sát xuống đường, lợi dụng địa thế chống trả mãnh liệt. Tiếng súng hai bên nổ tròn trả, với tay chụp ống combine. Lúc đó tiểu đoàn trưởng đã trên máy cho biết, tiểu đoàn đang sau lưng hai cây số, trắng giữ chặt tụi tao lên tới liền, đồng thời thông báo trung tá tiểu khu trưởng, theo dõi, phở bắc đang nấu đó. Tức thì nghe nhiều tiếng đạn pháo binh bay vụt qua đầu, nổ đúng vào đám rừng tràm. Vì nơi đây lúc nào cũng là hỏa tập tiên liệu, ấm lòng chiến sĩ tôi nhìn quanh kiểm điểm tình hình. Trung đội có khoảng 7-8 người bị thương, nhưng còn tác chiến được, kể cả thằng mang máy, đang lúi húi tháo băng cá nhân bằng bàn tay trái. Nó nói, nhẹ thôi thiếu quý, miễn sức ngón tay. Một lúc sau trời mờ sáng thì tiểu đoàn đã tới. Lúc này vì pháo binh nổ chụp quá dữ nên Việt Cộng nổ súng rời rạc. Một đại đội căng hàng ngang xung phong vào rừng tràm, Việt Cộng bắt đầu chém về rút lui. Thấy tình hình tạm yên, quân ta đang truy kích địch quân. Sau khi được sĩ quan trợ y chích mũi thuốc cầm máu và ngừa phong đòn gánh và băng bó, tôi hối hả dẫn trung đội đi như chạy về hướng đồng cầu cá. Trời đã sáng, sương mù đã bớt. Tới nơi tôi lật đật chạy lên cầu. Cảnh tượng đầu tiên là cầu chỉ hư khoảng 30%, những đám cháy loang lổ trên cầu. Nguyên nhân có thể cầu xây dựng từ thời Pháp. Cầu tuy cũ nhưng chắc chắn, nếu đủ chất nổ thì mới đặt mìn giật sập được. Kế đến giữa cầu là khoảng 20 tử thi của các quân nhân đồng trú, tất cả để nằm sấp ngay ngắn và bị bắn từ lưng lên đến đầu, máu me và ốc người văng tung tóe. Đây có lẽ là những quân nhân bị Việt Cộng bắt và đem lên cầu để xử tử trước khi rút lui. Chòi gác bị cháy hoàn toàn, tôi liền chạy xuống đồn chính nằm ở đầu cầu. Cảnh hoang tàn, sụp đổ chết chóc bày ra trước mắt. Lính chết nằm rải rác khắp đồn. Hầm truyền tin sập hoàn toàn vì bộc phá.
Tôi bước đến hầm Trung Quý Âu, hầm cũng bị sập. Xéo cửa hầm là tử thi nhỏ thót của người đàn ông mặc quần đùi ở trần, trên tay còn cầm cây con 45, thân thể đầy bụi đất và cháy xém. Biết đó là Trung Quý Âu, tôi lại gần để nhìn rõ. Từ hầm trên, khuôn mặt và nửa đầu đều bay mất, chỉ còn nhóm tóc phía sau. Nhìn vô hầm, trần hầm sập phân nửa, thấy một tử thi trên giường. Nhìn quần áo biết ngay đó là chị Marie, thân người đầy bụi đất, gầy ốm cằn cỗi, bộ đầu bằng lụa mỏng cháy loang lổ, tử thi dang rộng, chiếc đầu văng đâu mất, chỉ còn miếng da cổ. Dưới chân giường còn thấy một cặp kiến gọng si bạc sáng lón của chị. Thế là lời ước mong của chị Marie thành hiện thực, chết cùng ngày cùng giờ, cùng nơi với ông chồng yêu quý của chị. Chạy quanh đồn tìm xác thằng bạn nhưng không thấy, hồi lâu thấy một tử thi nằm sấp gần khẩu đại liên sinh nghi, tôi bước lại. Xác chết ở trần, quần đùi chân trần, tay trái cầm khẩu M16, tay chân dính nhiều vết đạn, máu còn rỉ ra. Tôi lật ngửa lại, gương mặt biến dạng, lắm đầy bụi đất khó nhận ra. Trên trán sọ một lỗ lớn hình như bị cây đập, dù vậy mắt vẫn nhắm nghiền như ngủ. Nghi ngại tôi nhìn kỹ ngón chân cái, dị tật đúng là thằng Tân, bạn tôi. Lấy chiếc khăn quàng cổ xuống lau vội gương mặt của bạn, nước mắt ròng ròng, ngó quanh quất, tìm nước để lau thêm. Bỗng nghe tiếng xe jeep ngừng trước cửa đồn. Lính tôi la lớn, thiếu úy, trung tá tới. Tôi liền hối hả chạy ra, lệnh cho trung đội tôi dàn quân mỏng ra dọc theo cầu để làm an ninh cho vị tiểu khu trưởng. Tôi đứng xa trên cầu nhìn thấy trung tá Thành đi trước, quân phục nón sắt dây ba chạc, tru lô bên hông, oai vệ nhưng nho nhã, hấp tấp đi vô đồn. Theo sau là cố vấn trưởng, to lớn, hai cận vệ và một âm thoại viên. Khoảng nửa tiếng xem xét, ông và tùy tùng trở ra gặp đại quý tiểu đoàn trưởng của tôi lúc đó đã có mặt. Ông nói, tột bực mình lắm nhưng thấy hai vợ chồng như vậy thì cũng tội nghiệp. Tiếc cho thằng Âu là đại đội trưởng gan dạ. Nói xong, ông lên xe cầm tay lái, cố vấn ngồi bên cạnh, ba anh lính ngồi phía sau. Tôi nhìn theo xe chạy khoảng chưa đến 10 phút, bóng chiếc xe vừa khuất sau một cua quẹo và hàng cây bên đường thì, ầm, một tiếng nổ vang trời. Tôi nhìn thấy một cụm khói đen bay lên kèm theo một bánh xe và vô lăng văng lên. Linh la lớn, ấy mình rồi thiếu quý. Đại quý tiểu đoàn trưởng liền dắt một toán quân chạy lên chỗ mìn nổ, tôi cũng chạy theo. Khoảng 20 phút mới đến nơi, lúc đó dọc hai bên đường đều có lính rải rác, cảnh tượng tang thương trước mặt. Dưới lề đường, cánh đồng bưng một chiếc xe jeep lật ngửa, chỉ còn hai bánh sau, hai bánh trước nằm quanh đó khoảng 20 mét. Một lỗ lớn đường kính khoảng 2 mét sắt lề phải, có lẽ khi chạy ra, trung tá Thành chạy ép lề phải nhường đường cho lính đang đi nên cán phải mìn. Xác của trung tá tiểu khu trưởng và cố vấn ướt sũng được lính khiêng lên đặt trên lề đường. Vì xa nên tôi không nhận được vết thương. Xác ba người lính văng hơi xa, các quân dân trong đại đội tiếp viện đang khiêng tới. Tiểu đoàn trưởng tôi đang gọi trực thăng, nghe nói cố vấn Mỹ đang gặp nạn nên trực thăng đến rất nhanh. Khoảng 15 phút là có tiếng trực thăng vọng đến. Có lẽ xuất phát từ cố vấn trưởng của căn cứ sư đoàn 25 bộ binh ở Củ Chi, phút chốc năm tử thi đã được di tản. Chúng tôi chưa hết bàng hoàng. Hôm nay là một ngày đen, rất đen của tiểu khu Hậu Nghĩa. Một trận đánh không lớn nhưng tổn thất bên ta quá nặng. Tôi buồn bã nghĩ thầm, mới đầu tháng 4. Nhưng sau đó tháng 5 quân nhân tỉnh Hậu Nghĩa đã đạt chiến thắng lớn, đánh tan trung đoàn 271 cơ động miền. Xác Việt Cộng trăm tên nằm rải rác ở ba địa danh liền nhau, An Ninh, Lộc Giang, Rừng Tre, phần nào chữa được mối hận của tháng tư. Bài viết đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả. Cảm ơn bà con, cô bác đã lắng nghe.